Nước ngập hết rồi. Cái khu chỗ kia là khu áo ốc rồi. Chìm hết rồi. Đây. Dọc từ kia là áo ốc của nhà ông khách hàng này. Chìm hết rồi. Nước ngập mênh mông. Lên nhanh quá không kịp đấy nữa. Ngập hết cả ruộng lúa này. Nước lên nhanh quá không kịp chạy. Mang được lưới vậy chả kịp căng, sâu quá. Nước là ngập sâu lắm. Mà vẫn đang lên nhé. Sử dụng lúa này thì chắc từ giờ đến tối ngập. Trắng đồng toàn là nước. Ngoài dòng chính nước chảy rất xiết, rất nhiều những khúc cây gỗ mới này, kể cả có những đám cây rất là lớn chảy. Những ruộng ngô ở dưới soi này là ngập hết rồi. Trận hôm trước đã ngập gần hỏng hết rồi, giờ trận này chắc khả năng là để hỏng hẳn. Đây là đoạn đập Ba Đà Tắc Cung, điểm giáp ranh giữa Đồng Liên thành phố Thái Nguyên với phường Cam Giá thành phố Thái Nguyên. Nước sông Cầu hôm nay to khủng khiếp. À, người dân đi cái khúc cây khúc gỗ đầy thế này, dân đang đi không cần phải mót nữa mà đến đây cứ chỉ việc lấy về thôi. Dạt đấy, những khúc cây khúc gỗ rất là lớn. Nước vẫn đang lên. Các khu vực thượng nguồn là mưa to, Bắc Cạn mưa to nên là nó dồn nước về đây. Chứ bản thân Thái Nguyên từ qua này cũng mưa nhưng mà nó không có mức độ là lớn như trận trước. À, người dân đi rớt rất nhiều gỗ, gỗ thượng nguồn chảy về, nước ngập hết vào khu cánh đồng và vào khu dân cư rồi. Tham áo cho anh em nhưng mà thấy mưa thế này là nước ngập thế này là chịu rồi, không vào được rồi. Năm nay thiên tai khắc nghiệt quá, lạnh thì lạnh thấu xương, đến lúc mưa thì xối xả ra, nhiều anh em bị trôi mất áo ốc. Anh nhìn những con nước cuộn tôi khủng khiếp. Vớt gỗ này thì là một số công nguy hiểm quá. Rất nhiều gỗ.
xối xả đổ xuống cuộn cuộn. Chỗ này chắc cái gì rơi đây thì cũng trôi cuốn như thế. Rất nhiều gỗ trồng còn chảy về. Hôm qua giờ nước về dâng cao ngụt lên. Chưa hôm qua thì chưa gì đâu, bắt đầu từ đêm người dân nếu đốt gỗ. Lại á ông bố. Nước đổ về cầu Vatakun rất là khủng khiếp. Đây phía trên cầu. Còn đây là phía dưới cầu nó gọi là quá là khủng khiếp luôn. Đây là run cả chân. Nhưng mà sức tàn phá của thiên tai nó khủng khiếp nha. Cúc cây người ôm này. Cây người ôm không hết. Rất nhiều gỗ ở trên thượng nguồn chảy về. Đây à? À, mày ơi, mày khỏe mày lôi bà cái này mi sao mày phớt được có ít như này thôi à? Ô rồi mẹ rồi hả? Rồi cái móc ở đâu rồi? Tao buộc vào đây, tao buộc vào đây thì tôi mất móc rồi. Non lắm, ngập cả xe kia mà vẫn phi được qua thì chịu rồi. Mù như chó, người ta đã bảo sâu.